Mình book Grab đúng không? Mình lên được không? Đây đây, mình lên trước đi. Không, qua bên này nè, qua bên này dễ lên hơn. Nắm lung cũng khổ quá ha. Mình qua bên chỗ... À vâng vâng. Đón bạn ngay chỗ trường đại học Quy Nhơn. Chở qua chỗ FM mà hồi nãy mình nhờ, hôm nay mình tưởng là đón bạn ở FM rồi chở qua trường đại học Quy Nhơn. Chị em chết con lát nữa, anh đi ngược đường lại, nó ủa đi đâu rồi. Ủa, sao đi ngược lại. What the hell. Ủa, mình học trường đại học Quy Nhơn đi luôn hả? Dạ, mà em ra trường rồi. Ra trường rồi hả? Ra trường 2 năm rồi. Ra trường 2 năm là sinh năm 98 đúng không cơ? 3 năm nhớ, ra trường 3 năm rồi nhớ. 3 năm là... Trường năm 2019. Là sinh năm 97. 97. Ui dồi, vậy là chị lớn em tới 5 tuổi luôn. Ui dồi. Trời ơi, trường mới nhỏ lớn nhanh quá. Trời, nãy em giờ em tưởng chị chắc sinh năm chắc sinh viên năm nhất thiệt. Dạ. Của mình 14.000 đó. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Alo ạ. Dạ alo. Mình tới nè bạn ơi. Ok ạ. Bữa trước mình để cho bạn này chờ, giờ tới lượt bạn này để cho mình chờ. Đúng là lực hoa quả không chừa một ai. Hả? À không sao, bữa sau đi rồi trả cũng được. Hả? Ủa được hả? Bữa trước mình chở một lần rồi nhớ không? Dạ. Thì còn bữa sau còn gặp dài dài mà. Mình qua quán cách cũ luôn đúng không? Dạ. Ok nha. Ủa bạn làm ở chỗ cách Phan Bội Châu đó hả? Đúng rồi. Làm bao nhiêu một tiếng vậy? Có 13.000 nè, lương thử việc đó. Quy vô, có 13.000 nè. Không, mà tại vì là anh tôi đi về quê á. Cho nên là không ai chở nó đi Grab tạm, chứ bình thường là anh chở đi. What the hell? Tự nhiên hồi nãy tìm cái đặt chuyển khoản mà không biết rồi chỗ nào á. Cái đặt chuyển khoản luôn, cái gì qua chuyển khoản sao chứ không biết sao. Dạ kiểu có 20.000 nè, mà chuyển khoản ấy cũng ít quá thôi. Để hôm sau kiểu đi nợ dài dài, mai mốt chuyển cho năm xị luôn cho anh hết chẳng. Bà quê Phú Yên đúng không? Dạ, sao biết hả? Nghe giọng giống Phú Yên. Nay giỗ tổ Hùng Vương nè, với lại chủ nhật nữa. Cố gắng lên, đường nào chiều cũng chạy sắp mặt à. Ok nha. Từ hồi mình chạy Grab tới giờ á, thì lúc trước là mình có cho một bạn nữ nợ nữa. Thì lúc đó cũng mê gái mà, cho bạn đó đi nợ xong cái rồi bạn đã xù mình luôn. Thật sự ra có 30 mấy nghìn nè, mình cũng ngại những tin đòi lắm, nên là thôi kệ. Mình book Grab đúng không? Đây bạn ơi. Mình qua 116 Trần Phú đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hồi nãy bạn chờ có lâu không? Do nãy mình nằm ở nhà mình kiểu có cuốc mình mới đi á. Tự nhiên nãy dắt xe mà kiểu kiếm cái chìa khóa xe kiếm không ra. Dạ không sao. 116 là nó nằm bên trái bên phải vậy? Em cũng biết nữa. Ủa chứ chỗ đó là đi đâu mà bút Grab qua đó vậy? Đi nhuộm tóc. Đi nhuộm tóc. Để cua phải ơi. Tổ tiên mách bảo là cua phải. Nó nằm bên này nè, số chẵn nó nằm bên này nè. 116 nè, này là 94 nè. Nó ở dưới kia rồi. Chỗ này vậy sao đó? Ok. Sao nhìn giống chỗ làm tóc nam vậy ta? Xem lại đi chứ giàu đã mà, cái tóc nam là quê lắm á. Đúng rồi hả? Ok. Của mình là 14.000 đó. Mình thối tiền cho bạn.
Rồi mình cảm ơn nha. Ê anh ơi, đi này luôn. Quy Nhơn đây có chỗ nào đi chơi gái không? Chơi gái à? Anh cứ qua mấy chỗ khách sạn hay chỗ đường biển anh hỏi thử. Quên kỹ hả? À vâng, em hồi giờ em chưa chơi, em đâu có biết đâu. Mắt ra là chơi luôn không? Em cũng không biết nữa. Không biết à? Vâng, em con ngon trà giỏi mà. Em không bao giờ em đi mấy cái đó đâu. Mình book Grab đúng không? Ê chị ơi, lên được không? Được không? Thôi lên trước đi. Mình lên trước xong rồi xích lên, nó dễ hơn, lên hơn. Được chưa? Ủa, bạn học ở đó đúng hả? Dạ. Sinh viên năm mấy rồi? Dạ, năm 2. Năm 2 hả? Dạ. Năm 2 là 2K2 đúng không? Dạ, đúng. Ờ, mình cũng 2K2 nhưng mà mình đang học năm nhất. Ủa? Do mình bị đúp môn. Có chứ, rảnh lúc nào chạy lúc đó thôi. Nhưng mà đa số là cúp nhiều quá cho nên mới bị đứt á. Chèo xuống được không? À ok. Ờ à, của bạn 14.000 ạ. Ờ à, không đủ tiền thối rồi. Nè đây, thôi mình trả nè. Mình cảm ơn nha. Ờ à, bạn book Grab đúng không? Quê bái luôn. Ờ bạn book Grab đúng không? Ờ đây bạn ơi. Ờ bạn lên được không? Được. À ok ok. Ờ bạn qua 70-2 đúng không? Bữa nay là thi xong chưa bạn? Dạ chưa. Còn mấy ngày nữa là thi xong? Dạ đến ngày 1 tháng 7. Ui dồi, trễ hả? Ờ mình tới ngày 28 mới là thi xong rồi. Cái này kéo dài quá cũng ớn, nhưng mà thi nhanh quá cũng ớn. Kiểu gặp mình là đi thi là không bao giờ học bài luôn. Trời. Cứ ra cái tiệm photo gần trường á, hỏi đề cương xong phô nhã lại. Nhưng mà không, nhưng mà coi tài liệu được cũng tính ra bản lĩnh lắm nha. Tại vì biết sao, trời, tôi coi cái đấy rung tay kinh khủng luôn. Chỉ cầm tài liệu để vào tay mà rung bằng mặt lên vậy. Thầy còn nhìn đứng liền, mình cũng tự cảm nhận được luôn vậy á. Ờ, do cái đó là mình bị yếu tâm lý á. Giống như đợt thi tiếng Anh đâu ra đây nè. Một tài liệu vô cũng rung mặt lên coi. Tại vì giữa thầy cô cũng khẽ nhưng mà mình rung quá rung á. Thầy cô đi xuống còn kia riêng quá. Không dám coi nè. Riêng thì đâu, nói chung là cứ luôn luôn giữ cái suy nghĩ trong đầu là môn nó bao nhiêu chỉ. Ví dụ như là 1 chỉ, 2 chỉ rồi nếp tiền. Không sao, bị bắt cũng học lại cũng có sao đâu. Tính ra mà học lại mà học hè á, nó vẫn dễ qua hơn là học thi chính thức nè. Nhưng mà tại vì đợt này thư thành sử đó, thì đâu có mở lớp nào kia đâu, còn mấy đại cương. Mấy đại cương thì qua rồi, chuyên ở chợ chỗ này hả? Bạn là người ở đâu? Ờ, hèn gì nghe giọng giống giống Phú Yên. Nói chung Phú Yên với lại Bình Định cũng xứ nổi với nhau mà. Nhưng mà không tính là ở Bình Định thôi, mới vào nghe không rõ. Ờ, của bạn 16.000 đó. Cho mình gửi nè. Cố gắng thi nha. Ok nha. Coi lật tài liệu bị bắt á. Mình đặt Grab bay đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Chú lên được không chú? Nó hơi cao á. Làm gì mà cao dữ à? Dạ cái xe đó bạn chắc đã vậy rồi chú. Giờ sao gỡ nào dám ngồi không? Chân dài. Chân dài không? Dạ, chân dài đồ lên đây ngồi thoải mái. Này chú cầm cái này cho con. Dạ rồi. Ra siêu thị Big C á. Dạ rồi, con biết rồi chú. Giờ chú về quê hả? À, không dắt về lại nơi công tác. Dạ. Chú công tác ở đâu chú? Mình Bến Tre là vừa chạy Grab vừa YouTube hay gì gắn camera hả? Dạ đúng rồi, con làm YouTube với chú. Lương khá không? Nói chung là con thì cũng kiểu mới làm thôi. Chưa có bị quýnh thuế thu nhập hả? Dạ chưa chú. Trên 100 triệu con mới bị đánh thuế lận. Còn này lác đác vài triệu mà. Cũng chúc con được nhà nước quýnh thuế ha. Dạ. Con cũng mong vậy lắm. Dạ đây chú. Dạ của chú 16.000 nè chú. Trời ơi con tưởng vậy là mắc á. Ờ
rồi, cỡ thối, bị xì luôn 20. Dạ vâng, con cảm ơn nha. Tối nay giờ làm YouTuber chơi hay hay rồi. Ơ, ấy còn cái nón nữa mày. À. Mất ngủ à, lấy có 20 ngàn mất mẹ cái nón nha. Đây con mở chú. Rồi, mai mốt rồi được có tên danh sách rồi, cũng tập cục thế nha. Dạ, con cảm ơn nha. Đổi xe khác, xe đó sẽ gửi rồi. Không, vậy mà mấy em chân dài là thích rồi. Thôi con đi nha, tạm biệt chú. Chị book Grab đúng không? Chị lên được không chị? Được anh. Đây đây đây, nó đây, em cầm cái này cho. Mình qua 11 Trạng Quỳnh đúng không? 12 cái app Grab nó bị SIDA. Chị biết đường Trạng Quỳnh ở đâu không? Biết, lắm mà. À ok ok. Dạ, kiểu em chạy Grab chục năm rồi nhưng mà em không có biết đường. Dạ, kiểu nghe tên có mấy cái đường nghe lạ lắm. Sáng đặt xe mà không thấy đường. Trời ơi, ở Quy Nhơn đây nhiều Grab lắm. Không, mà sáng sớm. À đặt lúc 9 giờ mà không có Grab nào giờ. Ồ, 9 giờ là phải nhiều Grab lắm cho ta. Em kêu ai cũng Grab rồi bạn. Vậy là do nhân phẩm của chị kém rồi. Nên là book Grab nó hơi khó. Trời, hơi tốt luôn á. Chị đi làm chưa hay là còn đi học? Chị đi học đó, mới ra trường. Ờ, mới ra trường là sinh năm 2K đúng không? Không, 95. Hả? 95. 95 mà sao giờ mới ra trường chứ hả? Chị học năng bằng á. À, à, à. Em tưởng chị bị đúp chưa. 95 là chị hơn em tới 7 tuổi luôn. Ui dồi. Ờ, nhìn chị trẻ, hồi nãy em nhìn em tưởng chắc chị chắc cũng đang sinh viên chắc năm 2, năm 3. Chị chịu châu lắm. Không ai biết chị là 27 là tuổi đâu. Vâng. Chị dạ ok chị luôn. Ẩm chị vô tận nhà luôn cũng được. Tính ra chị cao quá chứ, chị leo lên này được á chứ có nhiều bạn leo lên không được. Ê chị ơi. Của chị là 24.000. Em cảm ơn chị nha. Ok, bye bye chị. Ờ, alo hả? Đang nghe rồi, ờ. À vâng vâng. Mặc kệ trời nắng, mình không có lên mát mình đứng. À, mình ngồi ra ghế sau như thế này để cho cái ghế sau nó không có bị nóng. Để tới khách người ta ngồi. Nãy giờ gặp mấy bạn nữ mình mới nhầy thôi nha. Chứ nãy giờ gặp mấy bạn nam là mình vào trong mát mình đứng rồi. A few minutes later. Chị leo lên được không? Nhà chị ở dưới đó hả? Không, chị đi khám anh. À, đi khám hả? Tưởng nhà dưới đó, gần nhà em luôn đó. À. Em tính là xong khúc này em đi về luôn đó. À. Tiện đường một công đôi chuyện. Là nhà em ở Quy Nhơn hả? Dạ, em người Quy Nhơn luôn mà. À. Chị người ở đâu? Giờ Đắk Nông. À, vâng. Chị chỗ lúc em đón làm quán chị á. À, vâng, vâng. Ồ, người Đắk Nông nghe giọng chị giống miền Bắc quá ha. Ồ, chủ yếu là ngày xưa người ta đến di cư ở Đắk Nông á. À chứ gốc ở Bắc mà. Thường con gái Bắc nói giọng dễ thương ghê luôn á. Không hẳn, không hẳn. Người ta bảo đánh đá đó. Đánh đá gì, nghe là em thích nghe giọng người Bắc. Ok ok. Tính ra chị leo lên leo xuống dễ dàng chứ nãy giờ gặp mấy bạn khác leo lên dễ té lắm. À, của chị là 21.000 ạ. Chị đưa em 20 cũng được chị. Chị còn tờ là nó to. Chị có số tài khoản không? Để em xem, em cũng không đủ tiền thối á. À, vậy thôi cũng được chị, không sao. À, dạ thôi, không sao cũng được. À, dạ thôi, cũng thôi khỏi, cũng được chị. Dạ không sao đâu, chị có hay lướt TikTok không? Không luôn hả? Tự cá chơi thì follow TikTok của em rồi em, họ lấy tiền xe cũng được. Dạ chị tìm anh Grab. Dạ đúng rồi, cái này là em đó. Chị follow em đi ha. À rồi, em cảm ơn ha. Vâng vâng. Hai cuốc hồi nãy là mình được bo tổng là 12.000. Cuốc xe này là 21.000. Vậy là mình lỗ 9.000. Thì một follow của mấy bạn đối với mình là vô giá. Cho nên là 9.000 để được một follow của các bạn rất chi là rẻ luôn ha. Thật luôn đó.
buổi tối mình đi ngang qua chỗ này lúc nào mình cũng thấy bà ngồi bán vé số này mọi người, nhìn tội lắm. Cha con hai tờ ấy bà. Cha con tờ nào cũng được, con đâu biết ra đâu. Con mua ủng hộ bà ơi. Bà bán đi mấy giờ bà về? 10 giờ hả? Bán hết rồi mới về hay sao, hay đúng giờ mới về? Đúng giờ. Đúng giờ về hả? À, bà có con cháu gì không mà sao để bán vậy? Con. Dạ. Con hả? Dạ. Yeah. À. Dạ. Bà ăn gì chưa? Ăn gì không? Con mua cho bà ăn nha. Dạ. Anh dính cây dính rồi. Dạ, ê cho con gửi tiền bà nè. Dạ, con gửi bà tiền hai tờ vé số này nha. Rồi còn bao nhiêu là bà cắt bà ăn sáng nha. Dạ. Dạ. Thôi chúc bà sức khỏe nha. Coi tranh thủ tối về sớm nha. Thôi con đi á. Dạ rồi, mai mốt có gì con qua con ủng hộ bà tiếp. Dạ. Thì từ chiều giờ ấy thì mình chạy được 74.000 nè. Lúc đầu là mình tính mua ủng hộ bà hai tờ vé số thôi, nhưng mà nghe bà nói chuyện tội quá, thôi mình cho bà thêm cũng được. Xem như là chiều giờ mình chạy không được đồng nào luôn đó. Mà mình còn trẻ mà. Bữa nay thì không được đồng nào, nhưng mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì mình vẫn có thể làm ra được. Thì cho bà vài chục cho bà ăn sáng với bà vui thôi. Thì bà ngồi ngay chỗ ngã tư Lê Lợi với Trần Đạo, mọi người mà ở Quy Nhơn ấy thì cứ ghé qua mua giúp bà vài tờ nha, cho bà về sớm.